Thưa quý vị, là một trong 9 học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024, nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quy Bảo, học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông chuyên Long An, thành phố Tân An, không chỉ là niềm vinh dự cho gia đình nhà trường mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Nhịp sống muôn màu hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ cậu học trò đam mê môn lịch sử này. Không phải mới được biết đến thành tích ấn tượng đạt giải nhì môn lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm nay, mà trước đó Quy Bảo đã gặt hái cho mình không ít giải thưởng cao qua các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Với em, lịch sử không chỉ là môn học mà còn là niềm đam mê, đặc biệt giúp em bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, qua đó phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi mà em học lịch sử và khi em đắm chìm trong những cái trang sách viết về những cái sự kiện hào hùng của dân tộc ta, thì em dường như là mình được sống lại cái thời kháng chiến, đặc biệt là lịch sử kháng chiến. Mình sẽ được sống trong những cái giây phút mà ông cha ta thực hiện những cái trận đánh lớn, ví dụ như là Điện Biên Phủ, ví dụ như là Ấp Bắc hay là Mậu Thân. Và từ đó thì mình sẽ có thêm cái tình yêu, rất nhiều những cái tình yêu đối với quê hương đất nước mình. Với Quy Bảo, lịch sử không đóng khung trong một lãnh thổ quốc gia mà là cả thế giới. Em luôn tận dụng tối đa thời gian mình có để tìm hiểu, nghiên cứu về môn học. Ngoài bài giảng ở trường, em còn tìm thêm tư liệu, tài liệu lịch sử liên quan. Tự học kết hợp với sơ đồ tư duy cũng là cách mà Huy Bảo rèn luyện kỹ năng phân tích và nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều qua môn lịch sử. Có thể tìm một số cái tư liệu như là video trên mạng, những cái bài báo, những tạp chí hay là những cái quyển sách viết chuyên về cái vấn đề đó để tụi em đọc thêm để hiểu rõ cái bản chất của cái vấn đề hơn. Thì từ đó thì tụi em có thể ghi nhớ lâu hơn, đồng thời là tụi em sẽ hệ thống lại tất cả những cái kiến thức mình đã học, đưa nó vào một cái hệ thống để mình có thể ghi nhớ được toàn bộ. Áp dụng phương pháp học tập hiệu quả, biến lịch sử không còn là môn học quá nặng nề, Huy Bảo đã góp phần truyền đi cảm hứng về tinh thần học tập cho nhiều bạn học sinh, thêm yêu thích cũng như hiểu về giá trị của môn học lịch sử hiện nay.